Trước mặt của chú chị mình đây là đường tỉnh lộ 328. Con đường này là đường huyết mạch đi về biển Hồ Tràm anh chị. Bốn làn đường ha. Ở cái hướng em Điền đang đi đây là đi ngược về cái hướng Đồng Nai cũng như là đi Sài Gòn anh chị. Bên này là chợ ha. Đó. Và bên tay phải mình cũng là có chợ Tự Phát nữa. Em sẽ rẽ vô cái đường này ha. Ở trong này có chợ Tự Phát trong này nữa. Cái lô đất mà em Điền muốn giới thiệu tới cô chú anh chị đây á, thì nó là thuộc là O1, hay được gọi là nằm đối đích với lại cái mặt tiền phía ngoài của tỉnh lộ 328. Đó, vô đây này, ở chợ đồ tạp hóa ha, đầy đủ mọi thứ ha. Đó, bên này cá mực. Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Thì hiện tại em Điền đang có mặt tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì trước mặt màn hình cô chú anh chị mình đây là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 8 mét anh chị. Đó, hai ô tô né nhau thoải mái anh chị ha. Vừa rồi thì em Điền cũng có quay clip đi từ tỉnh lộ 328 đi vào đất bất động sản của mình ha. Thì cái đoạn mà đi ngang qua chợ đó, đã chợ thì nằm đâu đây nè anh chị. Đó thì em Điền sẽ zoom lại cho cô chú chị mình xem ha. Đây, đó. Chợ đằng kia ha. Nói chung là bất động sản mình thì nằm thuộc là ô bàn cờ. Bất động sản mình nằm ngay ô 1 luôn anh chị. Đó, nói chung là cung đường này sẽ song song với lại tỉnh lộ 328 luôn ha. Tới đây mình đi tới đây sẽ gặp một ngã tư ha. Nói chung là cái đoạn đường tới đây thì gặp rất nhiều ngã tư. Đó, rẽ bên tay phải á, thì mình sẽ đi được là tỉnh lộ 328 anh chị. Đường nó thì trục chính đi về biển Hồ Tràm rồi. Từ đây mà di chuyển về biển Hồ Tràm khoảng đâu đó là 15 phút anh chị. Đó. Và ra trung tâm thị trấn cũng như là trung tâm huyện là khoảng là 7 đến 8 km anh chị. À. Còn hướng ngược lại đây là mình đi được Sài Gòn và Đồng Nai anh chị, đi thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về đây khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ di chuyển cao tốc ha. Ô bàn cờ thì anh chị cứ biết rồi ha. Ô bàn cờ thì mình rẽ ngược bên tay trái thì cũng ra lại tỉnh lộ 328, và đi thẳng thì cũng mình đi ra được cái đường Phước Tân Hội Bài. Đường đó thì nói chung là đi đường Suối Rau rồi anh chị ha. Đó, và thông ra qua xã Thiên Ngọc là đi được Bình Châu luôn anh chị. Đó là cung đường mà mình đi thẳng luôn là giao cung đường đó ha. Rồi đây anh chị có thể thấy này, cái bất động sản này thì xung quanh này dân cư đông rồi, điện nước đầy đủ ha. Đó, bên này là tạp hóa này ha. Đó, và bên sau khu vực đây thì dân cư là đông lắm rồi. Bất động sản này thì có sẵn một cái căn nhà luôn anh chị. Đó. Đó, rất là đẹp căn nhà, nói chung là cũng còn mới anh chị ha. Đó, chỉ có việc vào dọn vào là ở thôi anh chị. Đó. Bất động sản mình thì đang có là hướng đông anh chị ha, đang là có hướng đông. Đó. Đây bây giờ em Điền thì trước khi vào bất động sản thì em Điền sẽ nói thông tin cơ bản về bất động sản mình ha. Bất động sản mình thì ngang là 6 mét mặt tiền đường nhựa này. Đó, và có sẵn căn nhà. Sâu là 40 mét và có là 50 thổ cư anh chị. Đó. Rồi bây giờ em Điền sẽ chỉ ranh ha. Bất động sản mình thì có ranh từ đây anh chị ha. Ranh từ đây và đổ qua bên này là 6 mét anh chị. Đây. Đó, ranh mình thì tới đây thôi ha. Ranh mình là tới đây thôi là 6 mét. Thẳng lui là 40 mét ha. Đó. Nói chung là cổng thì cũng tương đối là rộng. Ô tô thì có thể vào đây được anh chị. Đó. Ô tô thì có vẻ thể vào đây được, rất là rộng. Gia chủ mình thì đang xây dựng có trừ một cái khoảng sân sân trước rất là rộng ha. Rồi em đi sẽ tiến hành vào bên trong cái căn nhà này. Vô tới đầu tiên thì bất động sản mình, căn nhà mình đây là phòng khách. Đó, một cái có cửa sổ rất là lớn luôn.
Đó, thoáng mát. Ở trên trần thì đang lót là lót thạch cao anh chị, lót trần thạch cao. Nói chung là nhà này thì hiện tại là vô ở liền là được rồi đó, nhưng mà nếu mà cô chú anh chị về thì chỉ dọn sơ đó thôi là đẹp rồi anh chị. À, em Điền cũng sẽ báo giá bất động sản mình luôn ha, để cô chú chị khỏi mất thời gian. Tổng bất động sản mình thì gia chủ mình đang cần bán là 1 tỷ 350, tất nhiên là giá này có thương lượng anh chị ha. À, rồi, và tiếp theo đây là cái đường luồng đi lui phía sau ha. Thì bất động sản mình thì tổng là có 2 phòng ngủ ha, 2 phòng ngủ, đây là 1 phòng ha. Nói chung là gia chủ mình đã dọn đi nơi khác ở rồi, là để nhà căn nhà trống thôi. À, trên này thì có đục sẵn lỗ làm máy lạnh, à, bỏ máy lạnh ha. Đó. Đây là căn phòng thứ 2 phòng ngủ ha. À, đây lui phía sau đây là không gian bếp. À, không gian bếp ha. Không gian bếp thì có một cái cửa ngăn bằng tôn, à, kéo ra kéo vô này ha. Đó. Rồi lui phía sau. Lui phía sau đây thì có một toilet và một phòng tắm, nói chung là 2 phòng riêng biệt. Đây trong trong này là phòng tắm anh chị. Đây là toilet ha, đó, 2 toilet và phòng tắm riêng. Đây là khu vực phía sau, chung là khu vực này để đồ phơi đồ này kia ha. Còn lui đây là cái phía sau vườn của mình. Đó. Nói chung là cái diện tích xây dựng căn nhà của mình thì khoảng đâu đó là ngang 5, sâu là 27 28 mét anh chị. Đó, còn lại diện tích còn lại thì trừ lại phía sân và đằng sau này. Đó. Bất động sản mình thì màu đất thì cô chú chị cũng đã thấy nè, màu đất đỏ ba gian. Đó. Cực kỳ tốt cho cây lâu năm ha. Đây, ở sau này thì có đang làm một cây, có cây khế ha. Đó, mình dọn lại vườn tược là mình trồng rau trồng rán, trồng cây ăn trái rồi sau này ha. Đó. Nói chung là cái căn nhà này thì chỉ có hơn 1 tỷ thôi, hơn 1 tỷ chút xíu thôi. Đó, cô chú chị mình mua về mình muốn nghỉ dưỡng hoặc là lâu lâu mình đi xuống biển du lịch ha, mình có căn nhà này, mình mua căn nhà này, mình có căn nhà này. Mình dẫn anh chị bạn bè ha trong gia đình về đây vừa đi du lịch vừa khỏi phải tốn tiền là đi thuê ở khách sạn mà lại được nấu nướng tự do trong cái căn nhà này của mình luôn ha. Đó. Đó, bất động sản mình thì lui phía sau đây. Phía sau mình cũng là 6 mét anh chị. Nói chung là đất mình thì vuông vức. À, mặt tiền 6 mét và hậu là 6 mét luôn. Dường như là ranh móc rõ ràng rồi. Hai bên thì có 2 bên nhà rồi ha. Tường rào thì cũng có tường rào đang là sơ sài thôi. Nói chung là cái chỗ này thì cách chợ, trường học và ủy ban thì cũng gần anh chị. À, chợ thì em đi hồi nãy nói rồi đó, à, đi tới chút xíu là có chợ rồi. Mình ra mua tầm 100.000 là có đồ ăn, dư ăn cả ngày anh chị, 2 vợ chồng ha. À, nếu mà có 2 vợ chồng trẻ muốn ra riêng thì đây, tìm một căn nhà hơn 1 tỷ thì ở đây anh chị ha. Tạp hóa thì đối diện, chợ thì sát bên, trường học thì cách khoảng 1 2 cây thôi. À, ủy ban nhân dân thì cách khoảng là 3 cây, à, cũng tương đối là gần. Rồi em xin nhắc lại một lần nữa ha, diện tích bất động sản mình là 6 m sâu 40, à, và có 50 thổ cư. Căn nhà được xây dựng thì ngang 5 sâu khoảng là 28 m, à, đó là diện tích xây dựng nha. Và giá rao bán, cần rao bán của mình là 1 tỷ 350. Rồi cô cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của Điền, à, và Điền cũng xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú chị những clip sau nha.